chào cả nhà đã trở lại kênh của linh cái clip này thì không có gì đặc biệt hết linh chỉ muốn cho mọi người xem cái trứng gà mà linh mua hôm qua hôm qua linh đi tới cái tiệm lý đồ và linh mua cái hộp trứng gà này lúc mà mua thì linh cũng không có để ý đâu chỉ coi kiểm tra nó có bị bể bị vỡ gì không nhưng mà đến khi về nhà thì thấy nó trong đây có một cái trứng rất là lạ nó là như vậy nè nó giống như là cái trứng giả vậy đó nên cũng không hiểu là tại sao cái trứng nó lại bị như vậy nữa uhm, ai mà có nuôi gà thì chắc uh, biết là cái trứng này nó như thế nào ha chứ linh thì nào giờ linh mua không, không có thấy như vậy đây là lần đầu tiên luôn đó cả nhà à, ngoài cái chia sẻ cái trứng kỳ lạ này thì linh cũng muốn nhờ mọi người giúp một việc đó là khi mà xem clip của linh thì làm ơn xem hết rồi hãy subscribe nha và viết comment tại vì thật thú nhận linh thật sự là thú nhận rằng là khi mà linh mới làm youtube hoặc khoảng một thời gian vài tháng trước đây thôi thì linh cũng bị cái thói quen là mình vào youtube mình coi một hai phút xong là mình subscribe liền thật sự là lúc đó linh không biết cái cái luật của youtube đâu nha nhưng mà sau này linh biết thì linh biết và tham khảo với mọi người thì linh mới biết là khi mình xem hết thì mình mới subscribe thì youtube nó mới giữ lại và uh, khi mà xem hết cái uh, xem hết hoặc xem ba bốn phút á thì mình mới nên comment nếu không thì nó cũng bị lọt top hết nên nghĩ là mọi người ai cũng muốn giúp đỡ với nhau hết nhưng mà có rất nhiều người giống như linh như nè không uh, không biết đó thì uh, sẽ giúp nhưng mà lại không có đạt được kết quả cho nên Linh uh, mong mọi người hãy xem hết clip và subscribe cho linh nha đinh cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cả nhà một ngày thật là vui